Chuyện đầu thai thành heo ở An Giang. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng báo của vợ chồng anh Võ Thành Đẫm, tên thường gọi là Út, 43 tuổi, và chị Dương Thị Trơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao, thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách đây 8 năm. Khi 78 tuổi, do bệnh tai biến. Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, ba anh Đẫm hiện về và kêu: Út ơi, ba chết rồi, đầu thai làm heo ở xóm ngoài. Trước mũi của ba có hai lằn rạch súng, đó chính là sâu của ba. Còn ở đùi sâu có một cái đếm đen, khi nào tới chuồng, thì ba nhảy lên mừng con. Sáng ra, anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe, thì bị vợ kêu là mê tín, không tin. 6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ, bởi cả hai phải làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng. 20 ngày sau, khi cha báo mộng lần thứ hai, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. Ông nói, sao ba báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn, ba bỏ ăn nên bị người ta đè ra, chích thuốc. Vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối. Ông nói, sao lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba? Rồi đêm 22 tháng 11, ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. Ông nói, vợ thằng Út ơi, đi tìm ba đi. Ba khổ lắm, ba trông đợi lắm. Nghe vậy, bà xã khuyên kêu tôi đi tìm kiếm con heo. Nhưng tôi nói, bà đi thì đi, tôi bận đi làm mướn. Sáng hôm sau, thì tôi đi làm hồ và vợ tôi âm thầm đi tìm ông già. Anh Đẫm kể. Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được mô tả trong giấc mơ, một người dân ở tại đây đã chỉ tới chuồng heo của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc mơ. Bà xã tôi kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó, thì người ta chịu bán với giá 2,5 triệu đồng. Con heo nặng chừng 30 kg và là dạng heo bò, có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức kỳ lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng. Nó nhảy lên đưa 2 chân trước, rồi 2 lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà, thì nó nằm êm ru như người ta ngồi xe vậy. Anh Đẫm nói, chừng 2 giờ sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân, thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ, có lẽ là mình quên trình cửu huyền thất tổ, nên đốt nhang cúng. Cúng xong, anh ra sân nói, ba ơi, con trình cửu huyền rồi, ba vô đi. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng. Lúc người ta tới coi đông quá, tôi nói, ba ơi, ra chào bà con đi. Thì ổng chạy ra ủi ủi vô dò nhiều người. Hễ tôi kêu ổng đi đâu là ổng đi đó, anh Đẫm kể lại. Bà Phan Thị Sữa, nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân, nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng vái, thì con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này, nhưng không lý giải được. Chăm sóc ba, anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình hóa kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về, anh nấu cháo tàu hũ, đậu phụ, thì heo ăn chỉ một chén là ngưng. Mấy ngày sau ngồi chơi, tiện tay thảy cái bánh tay ra sân thử, thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến. Một ngày,
ổng ăn hết một ký bánh. Rồi tôi pha nước trà đường cho ổng uống. Trong chim bao, ba tôi kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày, rồi giết ổng đi, để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là cha tôi, nên tôi đâu nỡ giết. Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh. Dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau kéo đến nhà anh Đẫm xem heo cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng tôi nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy, nên tin đó là ba tôi. Cử chỉ và hành động hơi lạ, là tôi kêu gì làm nấy. Khi tôi giăng mùng cho heo ngủ, thì cả đêm nó không ị bày gì trong nhà, anh Đẫm bộc bạch. Bà Phạm Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh, người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm kể. Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ, rồi bắt con nuôi lớn, dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ, nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ, thì có một con lạ. Nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh, nên kêu thú y tới chích thuốc. Anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo vụ chích thuốc này. Khi nó nặng gần 30 kg, thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét. Con Hạnh nói, mặc kệ mày, mày phóng ra cho muỗi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại. Trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Con heo sau khi về nhà con trai được 41 ngày, không bệnh mà tự dưng chết, chấm dứt một kiếp làm heo. Đời người có vay có trả, hay luật nhân quả không chừa một ai, là những câu nói chắc hẳn ai cũng thường xuyên nghe được. Nhiều người than thở rằng, tại sao cuộc sống lại toàn buồn phiền, căng thẳng và bất công? Phải chăng những trắc trở mà chúng ta gặp trong cuộc sống chính là nghiệp của những hành động sai trái ở quá khứ? Vậy nghiệp từ đâu mà ra? Chính là từ quy luật nhân quả. Câu chuyện kể về một vị hòa thượng, vì kiếp trước xem nhẹ mạng người, giết oan người vô tội, nên phải chịu nỗi đau đớn trong kiếp này. Luật nhân quả báo ứng là nghiêm minh vô tình, đối với người tu luyện cũng không ngoại lệ. Món nợ từ kiếp trước. Chùa Quán Âm ở huyện Lâm Hải, tỉnh Triết Giang, trước kia có một vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Đạo, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó, chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên, nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng, nghĩ đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Nhưng lập tức, ông xua tan ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống hình người, gây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đau đớn đó phần nào giảm đi, nhưng nếu che lại không cho người khác thấy thì lập tức đau đớn thấu xương tủy. Tuy đã mời thỉnh rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả đều bó tay không chữa trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, hòa thượng Hàm Đạo liền tự suy ngẫm, đây hẳn là do oan nghiệt ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai, kiên thành tụng kinh Kim Cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt thấy 18 các nhọt độc cùng lúc nhô lên, giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi, ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp, tôi không biết. Lại có tiếng nói,
ông không biết thật sao? Vậy tôi nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính. Chúng tôi đều là thuộc hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh giữ cửa ra vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi, có hai người lén xuống núi, gặp một người phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng, chồng cô ta tức giận đến báo với ông. Song ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội, lại hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp cố nhiên đáng tội chết, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oan thụ như thế, làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng ông biết tin theo Phật. Những đời trước đều làm thiện tích đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiên thần hộ pháp theo bảo vệ. Chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó, ông khởi tâm muốn ăn. Như vậy là đã phá giới, khiến thiên thần hộ pháp đều xa lánh. Chúng tôi mới có cơ hội báo oán này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm 3 năm nữa, sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó quả nhiên nhọt độc của Hòa Thượng Hàm Huy không phát tác nữa. Nhưng đúng 3 năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rữa và làm cho đau nhức không chịu nổi. Những cái nhọt độc oan nghiệt ấy đã hành hạ ông mãi cho đến chết. Phải chăng đây chính là luật nhân quả mà ông phải gánh chịu? Vợ chồng ông Cấp cô độc. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một nhà từ thiện, thích làm chuyện phước đức, thích bố thí. Ông thường cứu giúp người nghèo khó, hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ. Trong toàn khu vực thành xá vệ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, cứ hễ nghèo khổ, không nơi nương tựa, một khi kêu gọi đến ông là ông vui vẻ giúp đỡ ngay. Vì thế mọi người đều đặt tên ông là Trưởng giả Cấp cô độc. Một hôm, Trưởng giả Tu Đạt đến nhà ông Trưởng giả Thu La ở Vương Xá Thành để bàn bạc chuyện hôn nhân cho con trai út, thì ngẫu nhiên được diện kiến với Đức Phật và được nghe pháp âm của Ngài. Ông quá đỗi vui mừng, liền phát tâm tại chỗ xây một tinh xá để thỉnh Đức Phật và chư tỳ kheo đến xá vệ thành giáo hóa chúng sinh ở đây. Đức Phật hoan hỷ nhận lời, khi nào tinh xá xây dựng xong thì Ngài sẽ đến. Trưởng giả Tu Đạt quay về xá vệ thành, lập tức đi nhìn xem để tìm một địa điểm thích hợp. Ông đi tìm hỏi khắp mọi nơi. Trong số các nơi ấy có vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, vô cùng rộng rãi, có sông có nước, có đồi có núi, có hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp như tranh. Thật là một khung cảnh thanh tịnh, ưu mỹ. Nếu dùng chỗ này để xây tịnh xá, để cúng dường Đức Phật về đấy thuyết pháp và chư tỳ kheo về đấy an trú, thì không có chỗ nào tốt đẹp hơn. Nhưng đây là khu vườn mà Thái tử Kỳ Đà yêu thích nhất. Trưởng giả Tu Đà không biết phải làm cách nào để Thái tử chịu nhường khu vườn này cho ông. Ông suy nghĩ nát óc và biết sẽ rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác là đi tìm gặp thẳng Thái tử Kỳ Đà để xin Thái tử vui lòng bán lại khu vườn cho mình. Nói sao thì nói, Thái tử Kỳ Đà cũng không chấp thuận. Khi nghe trưởng giả Tu Đạt nài nỉ tới lần thứ ba, Thái tử cảm thấy khó chịu mà cự tuyệt mãi. Một người danh tiếng lừng lẫy toàn quốc như ông trưởng giả này, bèn nghĩ tới đòi một số tiền rất lớn, khiến trưởng giả không thể nào mua nổi. Nghĩ đến rồi, Thái tử bèn nói: "Tôi thật sự không muốn nhượng khu vườn này cho ông, nhưng thấy ông cứ nài nỉ mãi như thế, thôi thì thế này, tôi bằng lòng bán đất với điều kiện như sau. Ông hãy lấy vàng trải đầy khắp mặt đất của khu vườn,
Số lượng vàng ấy sẽ là giá tiền ông phải trả cho tôi. Ông có khả năng làm được việc này thì tôi nhường đất cho ông. Có ngờ đâu thái tử vừa đưa ra giá tiền xong, trưởng giả Tu Đạt vui mừng khôn xiết, lập tức trở về gọi người nhà đem hết xe này đến xe khác, chở vàng đến trải đầy khắp mặt đất. Thái tử Kỳ Đà ban đầu tưởng bắt bí được trưởng giả Tu Đạt, khiến ông này không mua nổi đất. Bây giờ thấy tận mắt sự việc như thế, không khỏi lấy làm cảm động, nên đến hỏi trưởng giả Tu Đạt rằng: đất thì coi như của ông rồi đó, nhưng cây cỏ hoa lá trong vườn thì tôi chưa hề bán cho ông. Đức Phật là người như thế nào mà ông lại đối với Ngài diệt tâm như thế? Thôi thì bây giờ ông bằng lòng cho tôi cúng dường mấy gốc cây trong vườn cho Đức Phật không? Trưởng giả Tu Đạt nghe Thái tử Kỳ Đà hỏi như thế, bèn nói rõ tường tận sự tôn quý của Đức Phật cho Thái tử nghe. Cả hai đều vô cùng cảm động, hết sức hân hoan và yên tâm. Tịnh xá xây xong, trưởng giả Tu Đạt lập tức nghênh thỉnh Đức Phật và chư tăng về. Bởi vì tịnh xá là do trưởng giả cấp cô độc cúng dường và Thái tử Kỳ Đà cúng các gốc cây, nên Đức Phật lấy tên hai người này mà đặt tên cho tịnh xá, tức là Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Trưởng giả Tu Đạt vốn thích bố thí, ham làm việc thiện, lại thêm chuyện xây tịnh xá, khiến ông đã phải xuất vốn quá nhiều, nên ông khánh kiệt cả gia sản, tay trắng không còn một đồng chữ hộ thân, đến mức sắp chết đói. Ông nhặt được trong đống rác một khúc gỗ, đây là gỗ chiên đàn, vốn là một thứ gỗ vô giá. Nhưng vì không được sạch sẽ, nên khi ông đem đi bán, rất ít người muốn mua. Cuối cùng cũng có người miễn cưỡng đổi với 4 thân gạo trắng. Trưởng giả Tu Đạt phu nhân đong 1 thân gạo đem đi nấu, thì ngay khi ấy có tôn giả Xá Lợi Phất đứng ngay trước cửa ôm bình bát khất thực. Phu nhân vô cùng hoan hỷ, bà đem thân gạo đã nấu thành cơm ấy mà cúng dường hết cho Ngài Xá Lợi Phất. Sau đó bà đong 1 thân gạo khác đem đi nấu. Cơm vừa chín thì có Ngài Mục Kiền Liên đến khất thực. Bà cũng lại đem cơm mới nấu ra cúng dường cho Ngài Mục Kiền Liên. Lần thứ 3 nấu cơm, bà cúng dường cho Ngài Ca Diếp. Còn thân gạo cuối cùng vừa chín tới thì Đức Phật đến. Bà nghĩ mình chỉ còn 1 thân gạo mới nấu chín thì Thế Tôn lại đến. Có phải chăng là quả báo xấu đã đến kỳ chấm dứt, quả báo tốt đã đến lúc sắp trổ rồi chăng? Nghĩ thế, có bao nhiêu cơm trong nồi, bà cúng dường trọn lên cho Đức Phật. Đức Phật thấy vợ chồng trưởng giả Tu Đạt có lòng như thế, nên tự kim khẩu chúc nguyện rằng: tội diệt phúc sinh, từ nay trở đi, phúc đức vô tận, không còn khốn khó. Chỉ trong vòng 1 sát na, gia nhân chạy đến báo tin mừng. Vàng bạc tiền tài châu báu trong nhà, cơm gạo, lụa là vải phóc trong kho, không biết làm sao mà chất đầy như núi. So với lúc trước thì bây giờ nhà ta còn giàu có hơn nhiều. Trong tâm, trưởng giả Tu Đạt biết rõ đây là lúc do Đức Phật thương xót mà ban cho, nên vội lập đàn thật lớn để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thịnh Thế Tôn thuyết pháp cho mọi người được nhiều pháp lạc, đem của cải có ra bố thí cho người. Thấy thì như mất đi, nhưng như hạt giống vùi trong lòng đất, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt. Chúng ta biết rằng sát sinh thường đi kèm với tâm lý si mê, sân hận, độc ác. Do đó, người thường xuyên sát sanh là tự gieo vào trong tâm thức của mình những hạt giống si mê, sân hận, độc ác. Những hạt giống đó khi đã được gieo vào tâm thức thì nó sẽ lấn át những hạt giống từ bi, thương yêu vốn nằm trong tâm thức của mỗi người ở dạng tiềm năng, khiến cho những hạt giống từ bi, thương yêu đó mất cơ hội bừng nở. Trong khi đó, những hạt giống thù hận, độc ác
lại có cơ hội biểu hiện ở mức độ mạnh hơn. Long hổ đấu. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán Nhậu Long Hổ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Tiêu, được xem là vua kinh doanh vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư. Nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê, quyến rũ, thực khách tìm đến đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Tiêu càng phát tận, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Và chẳng mấy chốc biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ lân cận đều bị họa ương. Do ông chủ Tiêu luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng xông tới hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm này ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Tiêu mua được một con mãng xà khủng dài 6 mét, mập độ 1 tấc rưỡi, có vảy óng ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Tiêu tiến đến gần lồng sắt và nói: "Hà, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh, nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết, rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão sống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao. Nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo, lỡ lói. Lão Tiêu đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng, dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm vằm mi ra cho hả giận. Giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 tuổi của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi, hành hạ, chửi mắng nó ôm sòm. Ngày nào cũng giết mổ đồng loại nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ là dương mắt thịnh nộ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện, con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tâm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe được tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng, nhìn trừng trừng quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra. Nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể nào thoát. Lão chủ tức tối quay đi, hằn học nói: "Ai? Là ai thả nó ra? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi."
Chúng tôi đều sợ run người, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại các lồng sắt quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn. Xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi. Cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Lão chủ sau khi xả xú bắp, trút thịnh nộ xong, thì ngó bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đều đang say sưa giấc ngủ, thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhóm dậy, phóng ra sân quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân. Có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy. Bình thường, thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu, não ngốc. Nhưng hiện thời, trước mắt tôi, những con mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí lực cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia. Âm thanh vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trường đến bao vây phòng lão chủ, kính tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc. Vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà, do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hại hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua, thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn, điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng và chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân, hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang, ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng cũng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim, hiên ngang dẫn đầu. Sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là hiểm nguy đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể, Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn. Họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khiếu, lưu huyết, đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị mẻ sợ, kinh hoàng, bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán Tiêu ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn,
cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp tiến vào trong, thấy càng hoảng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mảng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão Tiêu đâu cả. Không lẽ nào bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một cái lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5. Nắp lu bằng gỗ, có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong. Thành lu in đầy vết rắn đu đeo, quần thảo. Ác là lão Tiêu ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ: "Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi." Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nắp lu ra. Nhìn thấy ông Tiêu toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn thè lưỡi, mười ngón tay bấu chặt vào nắp lu Tây Du Ký, kể về cuộc hành trình đi Tây Thiên của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và ngựa Đường Tam Tạng, nhằm lấy kinh điển triết học Địa Tạng từ Thiên Đình để giải thoát khỏi kiếp nạn cho nhân loại và chuyển lưu trong tam giới. Hiểu thêm về Tây Du Ký. Hiện tại còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Tây Du Ký là bộ truyện trứ danh rất được quần chúng ưa thích, đã dựng thành phim và được bao người hoan nghênh. Nhưng hồi nhỏ xem phim, con cảm thấy Đường Tăng quá khiếp nhược, yếu đuối. Vì sao Bồ Tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? Hơn nữa, Ngài còn truyền chú Cẩn Cô, bài thần chú Vòng Kim Cô cho Đường Tăng, để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như Tôn Đại Thánh. Đường Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo phải giải thích như thế nào đây? Hòa thượng Diệu Pháp đáp: "Tôi cho rằng nếu hiểu Phật pháp thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này. Như trong sách đã nêu, bản thân Đường Tăng theo pháp Tiểu Thừa, cho nên Bồ Tát Quan Âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng chỉ điểm, mách cho Đường Tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật Tổ, xin thỉnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh thực tế là con đường mà Ngài Huyền Trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ của Đường Tăng là đại diện cho ba loại ác tập, tham, sân, si của mỗi chúng sinh. Trư Bát Giới đại diện cho người tham dục trầm trọng, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy mới bắt ông giữ tám giới, hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục, chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ, cho nên gọi là ngộ năng. Tôn Ngộ Không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận, có tài nhưng khí sân rất lớn. Ban tên Ngộ Không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý, tất cả vô thường, vạn pháp giai không. Còn Sa Ngộ Tịnh là chỉ những người thật thà, phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật pháp nên tạo nhiều tội nghiệp, ăn thịt, sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống. Đặt tên là Ngộ Tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi, bất sát. Đường Tăng thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc danh lợi quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố: "Thà tiến lên một bước
hướng Tây Phương mà chết, chứ quyết chẳng lui về để được sống. Gặp lúc Ngộ Không phá sát giới, chẳng vâng lời, ông buộc phải niệm chú cẩn cô. Điều này hàm ý rằng dùng giới luật để câu thúc, khiến y cải tà quy chính. Đường Tăng không thể đằng vân giá võ, không thể biến hóa, chỉ biết nhất tâm niệm Phật, hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông. Còn xem Ngộ Không dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhưng cuối cùng thì tà không thể thắng chánh. Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, Đường Tăng nhất tâm niệm Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hung hóa cát, giúp Đường Tăng biến nguy thành an. Vả lại, một số yêu quái Ngộ Không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả, các thánh nhân hoặc là các súc vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải giải thích thế này: chư Bồ Tát, tiền nhân vì muốn giúp đỡ Đường Tăng sớm chứng chánh quả, nên cố tình chế ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách khảo nghiệm, xem ông ứng phó làm sao. Đường Tăng ngay nơi cửa ải sinh tử, cũng chưa bao giờ trách Bồ Tát Quan Thế Âm đã xúi ông đi lấy kinh. Tôn hành giả có thể cưỡi mây đi 108.000 dặm, thế mà chẳng ra khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai. Nếu nhà Phật muốn đem kinh điển Đại Thừa giao cho Đường Tăng, thì điều này quá dễ dàng. Chẳng phải Ngài chỉ cần nhấc tay một cái là xong hay sao? Hoặc giả cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy kinh, thì cũng sẽ giảm bớt rắc rối vậy. Thế nên, bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại, kim thu tinh suốt, tiếp thu thâu tóm tất cả. Phật Pháp là chí cương, không gì có thể phá vỡ. Phật Pháp cũng chí nhu, không gì có thể chia cắt. Chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành, thì có thể cùng dựng đại nghiệp. Cho nên, trải qua muôn ngàn dặm, gian nan nguy hiểm rồi, cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp Phật Tổ. Nhưng đến lúc vào tàng kinh các lấy sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng chỉ cần chưa thành Phật thì vẫn còn vô minh, cũng giải thích rằng chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước, cuối cùng chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua: nếu như Như Lai có thuyết pháp tức là bán Phật, đồng thì cũng ám chỉ vào thời mạt pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thật ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa công thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì Tây Du Ký và Phong Thần là 2 tác phẩm được hình thành bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân, ngôi sao Bắt Đầu Thiền Tông, đã từng giải thích về lai lịch 2 bộ truyện này như sau. Năm đó ở Bắc Kinh, Hòa Thượng Bạch Vân giảng Đạo Đức Kinh nơi Bạch Vân Tự. Rất nhiều đạo sĩ đã chạy đến nghe rồi xin gia nhập Phật môn đổi làm Hòa Thượng, khiến các đạo sĩ tại trường Xuân Quán bất bình nên thưa kiện lên quan. Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên nên ra lệnh cho trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Vân của các sư phải đổi thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ không phục
bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký. Mục đích là để Mã Ly chửi mắng nhục mạ Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du Ký phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết miêu tả đường Tăng thỉnh kinh xong, khi về đến Thông Thiên Hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông, bị mất chữ hết. Cuối cùng chỉ còn lưu lại 6 từ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ nhận và cuồng nhiệt lầm tin vào Tây Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký, tôi suốt 20 năm trên con đường học Phật, đã từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm cả trứng chim, rắn, cá, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái, mà biến thành phụ nữ không thể mang thai hoặc thường sinh non, hư thai, quả khanh. Quả báo hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên, tôi xin kể một câu chuyện có thật. Một lần trong Pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo một nữ đồng nghiệp tên Đan Thi, 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan, khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú, chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô đang có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Thì ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc như thế nào, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay sang bảo tôi: Quả Hồng, cô hãy quan sát xem nguyên nhân vì sao Đan Thi không có con. Tôi xoay đầu nhìn Đan Thi, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kìm được, bật ra âm thanh cảm thán: Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Dạ đúng, đúng, tôi rất ưa. Tôi đã ăn rất nhiều trứng cút. Thế chẳng lẽ? Nửa câu sau, âm điệu của cô ta có vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở bên cạnh, thông minh, hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt, hơn nữa trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng Đan Thi lại chẳng thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy hối thúc và khuyến khích. Tôi liền giải thích rõ. Phật từng nói ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Hòa thượng Tuyên Hóa cũng từng giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Ngài từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ loài trứng gì. Bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp, do mỗi người lại có phước đức, nhân duyên bất đồng nhau, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, nhưng việc họ thọ báo lại không giống nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn. Đương nhiên, trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra, bạn còn phải phóng sanh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng,
hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Đan Thi, thấy cô có vẻ không tin và khó chấp nhận. Rõ ràng là cô chợt nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn có thai của cô, nhưng lại bị nói những câu phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì để đáng lưu tâm, nên mặt cô lộ vẻ đầy thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan khổ cực lắm mới sinh được con ra. Lúc này, giáo sư Quả Khanh ôn tồn bảo Đan Thi. Quả Hồng giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách cô ấy bày, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi ngoan. Tốt nhất cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Tiện thể, cư sĩ Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thật để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Thế là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình để hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế chi, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy mà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ rầu rĩ, khiến ai cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Khi đó tôi bảo bà, vợ chồng con gái bà đều mê ăn trứng, lại thích nhất là trứng cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến cho họ không có con. Muốn có con thì phải cả hai cần ăn chay, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật và làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Khi nghe Quả Khanh vừa kể xong, thì Lý cư sĩ, nữ bác sĩ thực tập liền hỏi tôi, vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được là nhiều đến thế? Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ. Mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm hoi. Thế nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã phá thai bừa bãi, hủy đi cơ duyên làm người của Phong Nhi. Khi làm vậy, họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán. Đây là ám chỉ, nếu người con đó sinh ra tu hành và chứng quả mà bị giết chận trước như thế, thì tương đương tội giết A-la-hán. Đã vậy mà lại còn không biết sám hối, mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng, tất nhiên sẽ chiêu cảm ác báo, triệt con, giết cháu. Tôi thấy Đan Thi và những người khác gật gật đầu tán đồng, thật là mừng cho cô có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa đổi lỗi lầm hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Đan Thi đến, đã gọi điện thoại báo tin cho tôi hay. Đan Thi từ lúc trở về nhà đã làm y theo lời chúng tôi hướng dẫn, và hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm, xin khuyên mọi người không nên vì tham ăn ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn lẫn các loại trứng. Hàng ngày tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả
đại đa số khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai. Thân thể họ cũng thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu cho những vị hiếm muộn khao khát con, có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe mạnh, sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất khả tư nghị xuất hiện trên thân các bạn. Bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như thế, vì sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có đủ can đảm để trường chay, hành thiện, phóng sanh, niệm Phật hay không? Có làm được mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không mà thôi. Tất cả đều thuộc vào nơi bạn. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Kiếp trước tàn ác, kiếp này bị đọa làm thân ngựa. Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa, thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này, thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó đã rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ, lao động ít nhất cũng 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người, không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao? Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ, Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài bảo, con ngựa đó đời quá khứ từng là một người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông ta có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức, bóc lột, đầy ải, chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, xúc phạm chà đạp con người quá đáng, thì y đã quá có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu điều khiển, cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo mà y phải trả. Con người do hành động lành dữ, tạo tác, lâu ngày sau khi mất tâm thức, theo đó mà đầu thai. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm kiếp trâu ngựa hàng bao nhiêu lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong tỉnh ra, ai mà ngờ được con tuấn mã khả ái đáng thương kia lại có một quá khứ không lấy gì làm vẻ vang như vậy. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Tống Sĩ ngồi bên cạnh tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Singapore,
đột nhiên hỏi: "Thưa sư phụ, nhà chúng tôi hồi còn ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Milo. Từ nhỏ nó đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này nó cũng rất có tánh linh. Không lâu sau đó, nó cũng bỏ thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con đều hết sức vui mừng. Khi gia đình chúng con vừa đến Singapore, thì 2 năm sau, Milo chết. Chúng con rất buồn, mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết bây giờ nó đã tái sinh được vào cõi thiện lành chưa? Mong sư phụ từ bi quán sát giúp chúng con." Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười đáp: "Con chó này nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay, chết rồi lại được các người tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã được chuyển sinh làm người rồi. Hiện giờ cũng đang ở Singapore, là một cô gái 17 tuổi, rất xinh đẹp." Nghe hòa thượng nói xong, Tống cư sĩ im lặng bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên: "Sư phụ, ngài thật hay quá, Milo nhà con chết, tính này đã đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì. Con rất muốn gặp cô." Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Tống cư sĩ, nếu tìm gặp được cô thì bà sẽ nói gì? Không lẽ bà nói: "Em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cô gái không đánh bà mới lạ đó." Tống cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có một ngày nó cùng với gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp, đôi bên tự nhiên sẽ cảm thấy rất là thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tu trăm năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí còn bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như đã là có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi đã thu được lợi ích rất lớn. Gieo nhân thiện chắc chắn gặp quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặp ác báo. Làm sao có thể mất đi được? Cho dù vạn kiếp sau, hạt nhân thiện hay ác đã gieo rồi, thì khi đầy đủ, nhân duyên quả báo sẽ hiện tiền. Xin hãy cẩn trọng. Cha mẹ sát hại mèo tàn khốc, đời con trả nghiệp ớn lạnh. Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái 3 tuổi đi khám bệnh. Khi chuyện trò mới biết bệnh đứa bé này có sẵn từ lúc mới sinh rất khó trị. Cha của con bé vén lưng nó lên cho tôi xem. Thật khiến người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là vậy, nhưng trên lưng nó nổi đầy mụn bỏng lớn, nhỏ, cao, thấp bất đồng, nằm lộn xộn hỗn loạn, giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng. Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lể, trước mặt tôi bỗng hiện ra một hoạt cảnh. Có một con mèo rừng lông xám đen thường đến nhà vợ chồng nông dân nọ để ăn vụn. Ngày nọ, ông chồng mua 10 con vịt về thả trong vườn nuôi, nhưng cứ qua một ngày thì mất 2 con vịt. Tới ngày thứ 3, ông bí mật rình xem thì phát hiện hung thủ chính là con mèo rừng. Thế là hai vợ chồng bèn đặt bẫy bắt được nó. Họ đem nhốt trong lồng sắt, rồi dùng cây nhọn trọt đâm nó tàn nhẫn, vừa đánh vừa mắng: "Đồ súc sinh này dám trộm vịt nhà chúng tao, mi chẳng được chết yên lành đâu." Thấy con mèo đã bị thương mà còn ráng sức dãy dụa, họ bèn ra tay tàn độc, nấu nước sôi đem chế lên lưng nó. Con mèo rừng đau đớn thét la mãi cho đến khi chết đi, hai vợ chồng mới dừng tay. Lúc ấy bà vợ đang mang thai, thần thức con mèo rừng ôm đầy oán hận liền đoạt xá, giành chỗ nhập vào thai. Kết quả nó sinh làm con gia đình này. Bây giờ chính là cô bé trước mắt đây. Tôi hỏi hai vợ chồng, có phải các vị từng làm một con mèo rừng chết phỏng? Người chồng nghe nói, mặt mày tái nhợt, giật mình lẫn ngạc nhiên, căng thẳng đáp.
Ngài làm sao biết được 3 năm trước chúng tôi có giết một con mèo rừng? Con gái hai người bị bệnh là thuộc bệnh nhân quả, chỉ có tu theo Phật Pháp mới có thể giúp cả nhà các vị. Dạ thưa ngài, chúng tôi đều tin Phật, năm nào cũng đến chùa thắp hương lễ Phật cầu an. Học Phật chân chính không phải là cứ nhắm mắt thắp hương lễ cầu bình an, làm vậy là ngoài tâm cầu phát, các vị phải sửa bỏ tật nóng nảy và tính khí không lành của mình đi. Sau khi về nhà, nhất định phải sám hối sát nghiệp đã tạo trong quá khứ, phải ăn chay và tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, còn phải dốc sức phóng sinh hồi hướng cho con gái của mình. Bởi vì hai người đã tạo nghiệp sát sinh, kết thành ác duyên nên mới có đứa con như thế. Hai vợ chồng vừa sợ vừa mừng, tỏ vẻ ăn năn. Ngay sau đó, họ phát nguyện sẽ vì đứa bé ăn chay, tụng kinh hồi hướng. Sau khi về, sẽ tu tập tốt như lời dặn. Giải thích thêm, nhân loại chúng ta tự cho mình là loài chí linh trong vạn vật. Vì tư dục mà ra tay tàn sát sinh linh, không có chút từ tâm thương xót. Ngài Tuyên Hóa từng nói, ngàn vạn lần chẳng nên kết oán cùng chúng sinh. Nếu không, khi quả báo ập đến, chúng ta sẽ khổ không kham nổi. Chúng ta tin Phật thì phải tin sâu nhân quả, nghiêm trì giới luật đoạn ác là giúp mình đóng lại cánh cửa bước vào địa ngục. Tu thiện là mở ra cánh cửa thiên đường cho mình. Học Phật là tu tập bước vào con đường rạng rỡ quang minh, thoát ra tam giới. Theo quan điểm của Đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật. Không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại. Cho nên, Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy, chính chúng ta là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Mình làm an lành được hưởng phước tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau. Người cha tàn nhẫn hại người, sinh con đều bị câm điếc bẩm sinh. Vợ chồng Vương giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh ra được 3 cô con gái, dung nhan mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau 25, 23 và 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, thì lập tức thối lui bỏ đi. Vợ chồng Vương giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp 3 cô gái câm, quả thật tinh thần họ đã bị đả kích khốc liệt đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn làm mặt họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của 3 mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu, tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng Vương giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm đối với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo ra vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp hôm ấy giống như được nêu lên để Phương tiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng là chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó,
vợ chồng Vương giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị Vương hoài thai. Anh Vương rất vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng chở vợ đến miền Duyên Hải, có phong cảnh nên thơ hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan, họ tham gia hội yến, xe hơi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Vương vừa mở cửa xe thì ngay lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy đến chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Giáo sư Vương rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho mà anh còn nói với mọi người, không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám trẻ lang thang nghe nói vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Vương tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe hơi đời mới sang trọng yêu quý bị rạch một đường sâu, kéo dài từ đầu xe đến cuối xe. Thế là Vương tiên sinh bốc hỏa, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh Dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ độ tuổi 13 đến 14 tuổi. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh giáng mỗi đứa một bạt tay. Sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Vương tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất, liền chỉ ra phía xa, chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ, đang hướng người ngoại quốc xin tiền và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Vương đang cơn nộ khí xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Vương tiên sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé, hung hãn thẩm vấn nó vì sao rạch chiếc xe của anh. Hỏi một hồi mới phát hiện ra một điều, té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lộ vẻ khiếp hãi, ánh nhìn rất đáng thương. Vương giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy, anh phẫn nộ tung chân phải ra, đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Hụt một tiếng, nó ngã chỏng gọng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới, kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư. Nhãn quan nó đầy căm hận. Sau đó đứa trẻ câm nấu thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương, chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Vương giáo sư đã đánh oan đó. Cuối năm đó, chị Vương hạ sinh một bé gái, mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại sinh thêm một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chót, chị sinh bé gái thứ ba, vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra, lại là một cô nương câm nữa. Chị Vương sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ tư, thứ năm vẫn là đứa con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ, mỗi lần Vương giáo sư nhìn 3 đứa con gái câm là nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình đã dành cho thằng bé năm xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi và ánh nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối hận cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Vương đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức, đúng như tục ngữ có câu, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Lời bình, dịch xong câu chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu, bản tính rất ác độc. Một buổi sáng nọ ra đồng thăm ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm vừa ăn lúa, vừa dẫm đạp đám ruộng của anh ta tơi bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu rút ra con dao bén,
cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu ấy lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng cũng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi nhờ chữa trị cho con, nhưng vô phương. Anh không hiểu vì sao con mình bị như thế, lòng đau khổ vô cùng. Tối đó, anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy, anh hiểu ra tất cả. Vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra thì, anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị và lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp, những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo giống nhau. Giống nhau.